Với người thông tệ thì một lời khích tướng nhiều khi là rùi bu kiến đậu. Còn nếu đấu lại thường không phải là trực diện, không phải là kiểu mãnh hổ của người thông minh, mà là thâm thí ở bốn hình thái: tĩnh, động, diệt và thả. Tức trước là im, nhưng động một cách âm thầm, có thể bằng sức mạnh của mình, sau đó là chụp bắt gọn con mồi, nhưng lại thả con mồi để chừa cho họ đường sống và cũng chừa đường cho mình. Vì khi đã thức tỉnh thì người thông thái sẽ biết cách tự bảo vệ chính mình, nhưng vẫn hạn chế tối thiểu nhất hậu hoạn về đường dài. Nói chung, mặc dù điểm yếu của nhân tài là chiêu khích tướng, nhưng nó vẫn có thể kiểm soát được, có thể trị được khi đạt đủ sự trải nghiệm và thức tỉnh. Nhiều khi cách ăn miếng trả miếng tức không hẳn là trúng đạn, mà là giả vờ trúng đạn để kết liễu kẻ thù ở thời khắc bất ngờ nhất. Điểm hay trong binh pháp chính là sự ảo diệu có không không có, nó cũng tùy vào bản lĩnh của kẻ bóp còi và người đối đạn. Nên nhớ rằng dù sao họ cũng là nhân tài. Nên muốn triệt được nhân tài thì chính bản thân kẻ tiểu nhân đó cũng phải có trình tương xứng như thế nào mới làm được mà thôi. Thì mặt bông hay gì? Anh em nhìn tham khảo. Đó. Thì vấn đề chất lượng bông như thế nào không còn nói nhiều. Mặt bông là tới ngày 28, 27, 28 thì nở hết trái. Hết trái. Đó. Đó. Thì chất lượng hoa như thế này thì mọi người trong người tiêu dùng là đánh giá thôi. Bây giờ nhân công đang bắt giá, ta đứng ở trước nè. Đó. Ta đứng ở trước là đỡ chuẩn bị cho cái công tác. Đó. Bóc. Đó, xì giờ. Xì giờ ta đang ra. Ha. Xì ta đu lao lu đầu. Lu đầu đó chuẩn bị bóc. Đó, ha. Lu đầu đang đưa bóc. Ha. Mọi người tham khảo nha. Nha. Đó, cái mặt ông nó là gì? Đó, hiện tại nó là gì? Thấy không? Anh em nhìn tham khảo nha. Sở hữu một trong những nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới. Nắm trong tay vô số sát thủ biển có thể san phẳng bất kỳ lục địa nào. Mang trong mình sứ mệnh cân bằng cán cân quyền lực của các siêu cường chuyển biến, đó chính là lực lượng hải quân Nga hùng mạnh. Sở hữu hơn 37 tàu mặt nước cùng 41 tàu ngầm các loại, chiếm tới hơn 2/3 sức mạnh của toàn bộ hải quân Nga, là hạm đội sở hữu lượng tàu ngầm đông đảo và hùng mạnh bậc nhất thế giới. Đó chính là hạm đội phương Bắc khét tiếng. Đánh đắm 835 tàu chiến các loại của lực lượng phát xít. Không chỉ vậy, đây còn là một trong ba hạm đội lâu đời và mạnh nhất của hải quân xứ sở Bạch Dương. Đó chính là hạm đội biển đen khét tiếng, lá chắn thép bảo vệ cửa ngõ phía Nam nước này.